Hello, xin chào các em nha. Thì hôm nay thì kênh Dụng cụ miền Bắc sẽ giới thiệu anh em một số dòng tay lắc và độc khẩu của Asahi và của Flacon. Thì dòng sản phẩm đầu tiên giới thiệu anh em là dòng tay lắc của Flacon. Đây là một tay lắc 3/8. Đây là một tay lắc 3/8. Anh em có thể trong này anh em có thể xoay trái xoay phải phù hợp sử dụng nhiều trong các quá trình sửa chữa. Nó giúp cho anh em giảm rất nhiều công sức. Khi vặn những loại cây vặn bình thông thường thì bạn nhanh anh em có thể xoay trái xoay phải đảo chiều được, dùng rất là tốt nhé. Đây là loại flat được xứ từ Nhật. Đấy. Giá của nó là 463.000 một cái. Xuất xứ Nhật nha, làm từ chrome vanadium này. Đây. Flat này, made in Japan này. Đây, 3/8 cầm khá là gọn nhẹ tay nha. Thì giá nó là 463.000. Và tiếp theo là cây 1/2 inch cũng của Flat. Thì cây này thì nó thép, nó được làm thép cao cấp hơn, thép là CRV. Đây, em sẽ xem nhé. Đây, CRV này, Flat này, Matinata này, CRV này. Đây là cây 1/2 nhé, em có thể nghe tiếng nha. Đó. Thì giá của cho một con này mã nó là R40R, thì giá của con này là 1.086.000. Những con này cầm vô cùng chắc chắn, đầm tay thép Nhật thì anh em khỏi phải nói rồi. 1.086.000. Và tiếp theo là dòng tay lắc của Asahi. Dòng này thì nó đặc biệt hơn, nên như anh em thấy đấy, đây là một con 3/8, thì nó được thiết kế là rỗng thân, được mạ chromiken, nên em nhìn cái nước nó rất là sáng bóng nhé, em thấy đã. Thì rất là sáng bóng này. Con này anh em nghe tiếng lò xo nó cũng khác biệt nữa cơ, vô cùng khác biệt luôn đó. Nghe vô cùng khác biệt luôn. Ngoài ra thì nó còn có cái chốt bi ở đây để giữ đầu khẩu lại, và cái chốt này anh em đẩy lên để cho bi vào. Thì dòng này thì dùng nó sẽ nhẹ hơn, như dòng này thì nó không có. Đấy, nên là cái lò xo bi trong này nó rất là cứng nhá. Anh em nào kiểu mới sử dụng á thì tháo vô đầu khẩu nó hơi khó khăn một tí, nó khá là nặng ấy, nên là dùng loại này thì nó sẽ tiết kiệm anh em thêm một số sức lực nữa. Bi nó thọc vào trong nên mình tha vào nó cũng đơn giản hơn. Đây, con này vặn rất là sướng luôn em ạ. Mạ chromiken nhìn vô cùng chắc. Đó. Ở trên đây nó có mã luôn, LVR 3180. Đấy là mã của tay lắc này. Thì giá cho một tay lắc 3/8 inch của Asahi LVR 3180 giá là 1.095.000.
Hơi mờ tí, đèn chói quá anh ạ. Thì tiếp theo sẽ là đầu thay lắc và một phần 2. Mã này là LVR4252 của Asahi luôn. Asahi này. Đấy. Có mã đây. Đây, 4252. Thì các bạn thì nó sẽ cũng giống như cây 3/8. Giải khác thì cỡ đầu này sẽ lên 1/2. Nó có bi gài nên là dùng rất chắc chắn nhé, em không sợ rơi rớt trong quá trình sử dụng. Anh em nghe tiếng lò xo bánh răng bên trong này. Đảo chiều nhé. Vô cùng xịn luôn. Thì giá cho cây LVR4252 này là 1.433.000. Đây, 1.433.000. Thì tiếp theo sẽ là bộ khẩu 1/2 inch. Bộ này là bộ sáu cạnh. Thì bộ này có giá là, bộ này là 3SD trừ S10H. Thì bộ này có giá là 3.245.000. Mạ chrome niken luôn. Thế là cũng, cho nên là cái anh em nhìn cái màu, màu này của nó rất là sáng bóng nhé. Cái này anh em sử dụng nó về lâu về dài nó có thể chống chịu được reset rất tốt này, hao mòn reset vô cùng tốt luôn. Cái giá của nó là 3.245.000. Và bộ 1/2. Đây, đây là bộ 1/2, bộ này là loại 12 cạnh. Thì bộ này thì nó có giá là 4.927.000. Đây bộ khẩu dài nhé, mình thì ngoài ra mình còn khẩu ngắn nữa. Kích cỡ của nó là từ 10 cho tới 27. Anh em sẽ được một cái giá để gài đầu khẩu. Thì video mình đây là hết, thì cảm ơn các anh em đã theo dõi. Em thấy hay cho mình một like, một subscribe. Còn em mà có ý kiến gì thì có để lại ở dưới bình luận. Đó, thì ngoài ra bên mình thì cũng có tuyển đại lý trên toàn quốc. Anh em nào mà có nhu cầu á, thì cứ để lại thông tin ở dưới. Hoặc không thì liên hệ qua hotline mình để dưới phần bình luận. Rồi anh em tham gia, anh em tham khảo. Bên mình sẽ có kỹ thuật viên để tư vấn cho em kỹ hơn, sâu hơn. Thì thôi nha, chào tạm biệt em nha.